Trần xin một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán thính giả của trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội trên làn sóng Radio Sài Gòn TV. Julie, trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì Julie cũng xin được dành một ít thời giờ để mà chia sẻ với quý vị một cái kinh nghiệm mà Julie phải nói là từ 40 năm nay là đây là lần đầu tiên mà nó xảy ra cho cá nhân Julie và cô bạn. Tuần vừa rồi chúng tôi có ăn một cái tiệm ăn ở trong một cái plaza góc Brookhurst và Westminster. Thì chúng tôi ở đó cũng khoảng chừng trên 4 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên khi mà mấy chị em chúng tôi đi ra thì cái xe nó đã bị kéo rồi. Cái lý do là tại vì chung quanh đó họ chỉ cho mình đậu xe ở đó là 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Tuy nhiên nếu chung quanh rất là không có, khi mà chúng ta ở chúng tôi ở cái khu đó không có thấy những cái bảng mà họ cảnh cáo. Và khi mà đến lấy xe thì họ bảo thì là cái bảng cảnh cáo đó họ để ngay cái hướng đi vào. Thành thử ra đây là một cái kinh nghiệm mà Julie muốn chia sẻ với quý vị, để mà quý vị khi đến bất cứ một cái trung tâm nào, một cái plaza, một cái khu shopping nào, cũng để ý chung quanh mình coi những cái bảng họ nói cái gì, đọc kỹ những cái lời họ nói là cái gì, để mà chúng ta tránh được những cái sự có thể xảy ra ngoài ý muốn, rất mất nhiều thời giờ. Và khi mà cái xe kéo đi, quý vị có biết là Julie phải đóng tiền là 307 đồng để lấy cái xe đó về. Nếu mà chúng tôi không có những cái receipt chứng minh là chúng tôi là khách hàng ở đó, ở trong cái khu vực đó suốt cái khoảng thời gian đó, thì chúng tôi đã không lấy lại được cái số tiền đó. Vì thế có một số người đem xe của mình đậu đến một cái trung tâm, đậu đến một cái plaza xong rồi đi những chỗ khác, và họ sẽ bị kéo xe đi. Đó là những cái điều mà chúng ta nên cẩn thận kỹ càng hơn. Và nếu quý vị cảm thấy rằng quý vị bị kéo đi một cách oan uổng thì nên đến giữ những cái receipt mà quý vị ăn hoặc là chi tiêu trong cái khoảng thời gian mà quý vị ở đó, để đưa cho cái hãng, cái tiệm mà họ kéo xe của quý vị đi, để cho họ biết rằng thì là, để chứng minh rằng thì là chúng là quý vị có mặt ở đó trong khoảng thời gian đó, chứ không phải là đậu xe ở đó rồi đi chỗ khác. Đây là một cái kinh nghiệm mà Julie muốn chia sẻ với quý vị. Cho nên nhớ, quý vị nên nhớ, khi đến bất cứ một cái plaza nào, một cái khu thương mại nào, để ý từng cái bảng mà họ cảnh cáo mình hoặc những cái bảng mà họ treo trên những cái cột, đọc và nhớ. Nếu mà họ chỉ cho mình đậu 2 tiếng thì sau 2 tiếng quý vị cần đậu thêm thì cứ cái xe đi đậu chỗ khác, chứ đừng có để một xe một chỗ họ nghĩ rằng thì là mình sẽ ở đó, mình đậu xe đó mình đi chỗ khác. Tại vì cái khu vực mà đậu xe họ muốn dành cho những người khách hàng của họ ở đó. Hy vọng rằng cái kinh nghiệm của chính cá nhân của Julie muốn chia sẻ đến quý vị để chúng ta để chú ý nhiều hơn. Và cái chương trình ngày hôm nay, như quý vị đã được thưởng thức cái chương trình 30 tháng 4 của sân khấu nhỏ mà chúng tôi đã bỏ ra chỉ có 8 ngày để thực hiện cái chương trình đó. Và rất cảm ơn cái sự theo dõi cũng như tham dự của số đông của quý vị khán thính giả đã đến tham dự qua cái lời mời của sân khấu nhỏ cũng như là của Little Sài Gòn TV. Và ngày hôm đó đã trực tiếp truyền hình và chúng tôi đã nhận được rất là nhiều những lời khuyến khích và những lời khen tặng từ những quý vị ở không những ở trong California mà còn ở những cái tiểu bang khác đã email cho chúng tôi và khuyến khích chúng tôi làm những chương trình này nhiều hơn để mà có thể nâng đỡ cái tinh thần của người Việt Nam của chúng ta, và nhất là để mà khuyến khích các em cho những cái thế hệ nối tiếp, để các em biết được những cái thương đau của người dân Việt Nam của chúng ta, những cái biến cố đã xảy ra. Mặc dù là các em sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng đây là những cái chương trình mà chúng tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục cho các thế hệ nối tiếp, để mà tiếp nối cái quãng đường mà những người cha, những người anh, người chú của các em sẽ lui dần về hậu trường để các em có thể tiến trước hơn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin dành nguyên một cái trọn thời giờ ngày hôm nay để giới thiệu đến quý vị những cái sinh hoạt của sân khấu nhỏ và những cái chương trình của sân khấu nhỏ vào cái cuối tuần lễ này. Bên cạnh Julie là anh Hoài. Anh Hoài là một phụ huynh anh là phụ huynh của bé Hiếu Hugo, mà có lẽ rất là nhiều quý vị đã được thưởng thức cái tiếng hát của cháu và rất là quý mến và thương mến cái tiếng hát của cháu. Và ngày hôm nay Julie, sở dĩ mà Julie cũng mời anh đến đây để mà hỏi thử xem là khi mà anh cho cháu Hiếu để mà tham gia chương trình sân khấu nhỏ thì cái động lực nào đã thúc đẩy anh để cho cháu được tham gia vào cái chương trình sân khấu nhỏ? Dạ,
Xin kính chào quý vị thính giả, khán giả của Little Saigon TV và chào chị Julie. Nghe câu chuyện đậu xe của chị, feel sorry cho chị. Không, Julie được lấy tiền lại rồi, không sao. Tại vì Julie có receipt, có giấy biên nhận chứng minh là mình có ở trong khu đó, cho nên nhận tiện cơ hội này mình chia sẻ để tránh cho những cái trường hợp bất đắc dĩ xảy ra cho mọi người. Được như vậy thì cũng đỡ tốt rồi. Trên đó có cái kinh nghiệm mà rất là hay. Cảm ơn chị. Dạ thì quay lại cái câu hỏi của chị á, thì tụi em gia đình em, tức là bố mẹ của bé Hugo, thì cũng mới biết tới sân khấu nhỏ khoảng một năm nay. Và cái lần đầu tiên mà tụi em dẫn cháu đi dự để đi coi một chương trình của sân khấu nhỏ là khoảng hồi tháng 9 năm ngoái. Theo cái lời mời của cô Julie, tức là một trong những người sáng lập của sân khấu nhỏ. Và tụi em đã rất là enjoy, rất là thích cái show diễn. Và sau đó có nói chuyện với lại cô Julie, và cuối cùng thì Lily, xin lỗi, tại vì đang nói chuyện với chị rồi cứ quên cái tên, tức là cô Lily. Thì và được cô Lily mời là chào cháu tham gia. Tại vì thực ra cô Lily đã biết cháu Hugo trước đó qua những sinh hoạt của bên các trung tâm Việt ngữ, rồi chương trình Tiếng Việt Mình Yêu của SBTN là cũng có cô cháu cũng đã gặp nhau rồi, đã biết nhau. Cho nên là cô Lily có nói chuyện và mời cháu tham gia cho câu lạc bộ sân khấu nhỏ. Thì cũng từ cái show đó tụi em nhìn ra được là cái sinh hoạt của câu lạc bộ sân khấu nhỏ cũng rất là hay, rất là hay và rất là bổ ích cho mấy đứa, cho các cháu nhỏ ở đây. Và đương nhiên là cũng rất là gọi là interest người lớn. Cho nên tụi em rất là vui vẻ, và cháu Hiếu đã tham gia trình diễn cái show vừa rồi bữa tháng 1. Và đây lần này là cái show thứ nhì mà cháu được tham gia trong. Thưa quý vị, trong cái studio này cũng có một phụ huynh nữa là cô Thảo, nhưng mà cô mắc cỡ, cô không có dám ra lên chương trình với chúng ta. Tuy nhiên nếu là với Thảo với lại anh Hoài đó, cái khó khăn mà khi phải tập cho các cháu để hát hoặc là để nhớ lời hát, ngoài cái việc mà các cháu còn nhớ cái lời hát mà các cháu còn có thể diễn đạt được cái bài hát đó qua cái tiếng hát của cháu, qua cái tấm lòng của cháu, thì cái khó khăn nhất mà người phụ huynh của anh Hoài cũng như là của Thảo, cái khó khăn nhất là cái điều gì? Cái khó khăn nhất có lẽ là phải cho các cháu hiểu, hiểu cái bài hát, hiểu cái lời. Cái đó là khó nhất, bởi vì về mặt âm nhạc á, thì các cháu nói chung thì các cháu bé đứa nào cũng có một cái số năng khiếu nhất định. Và tập cho nó bài hát thì về âm nhạc thì nó không khó, không khó lắm. Nhưng mà để cho nó hiểu, để giải thích cho nó hiểu cái lời của bài hát, để khi mà nó hát nó diễn được, nó diễn đạt được bằng cái feeling của nó, bằng cái suy cái nghĩ của hồn. Nó và cái tâm hồn của nó sẽ tự nhiên, nó sẽ hay hơn là mình tập cho nó động tác một cách máy móc. Chắc chắn nó sẽ không nhớ và nó sẽ bị phân tâm, nó sẽ bị ảnh hưởng khi mà nó hát. Nhưng mà nếu như nó hiểu, cháu hiểu được cái lời hát, cháu gọi là nhập vô được cái hồn của bài hát á, thì chắc chắn cháu sẽ diễn tự nhiên hơn, hay hơn và sẽ không có bị chi phối bởi cái chuyện nhớ bài hát hay là Vâng, thưa quý vị, xin quý vị tiếp tục theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở để bảo trợ cho Little Saigon TV, nhất là trong chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội, để chúng ta có những cái chương trình hữu ích đem đến cộng đồng. Và chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.